Em xin kính chào mọi người. Em tên là A Sụt. Tên của em nó hơi kỳ cục chút nhưng mà nó dễ thương. À, hôm nay á có nhiều người hỏi em vậy nè. Sinh ra, ô A Sụt ơi, sao càng ngày em càng trắng, càng ngày em càng mịn? Thì em có một số bí quyết em muốn chia sẻ với mọi người thế này. Ở bên công ty số 1 Pháp Anh đã tóc của chị chồng bóng đá chứ chị. Công ty không qua thật bóng của ở Thái Lan mới ra mắt một loại sản phẩm mà em được một người hot Facebook giới thiệu cho em, đó là chị Kenin Sản giới thiệu cho em xài thử. Làm em mới hỏi là sản phẩm đó tên gì. Chị ấy mới nói là chị ấy không biết dịch tên, thì em mới cầm cái chai lên em đọc quá bụng khủng của Pháp Anh chứ bụng khủng. Ông nội em cũng không hiểu, ai hiểu đó. Cái mới hỏi là, ủa mà cái loại này là tắm có trắng không chị? Nó mới nói trắng lắm em. Thì em hình, em thấy hình con chó nằm vậy nè. Em nói ủa này không phải xà bông tắm chó. Ai nhẹ đụng mẹ nó đúng thiệt là xà bông tắm chó. Và một tuần sau khi em sử dụng, em cảm thấy trên người em không còn một con da chó nào hết. Mà nó trắng từ đầu tới chân chị ạ. À. Còn lông thì nó rụng hết. Lông mi, lông mũi, lông mày, lông chiên rụng hết luôn. Em không nói bậy, em không phải em nói bậy. Nhưng mà sao mà chị đó ác quá à. Tại vì giới thiệu cho em những sản phẩm nào tốt thì không giới thiệu. Đi mua cho em xà bông tắm chó giới thiệu. Và những cái vết xà mâu, những vết ghẻ đều bay đi. Không còn một miếng nào trên người em hết. Giờ còn có hai cái núm vú, ai muốn giả gạt đi. Vậy là em phải cảm ơn xà bông tắm chó. Vì nhờ xà bông tắm chó nên người em hết ghẻ. Không phải em cảm ơn xà bông tắm chó mà em phải cảm ơn con chó. Có nó mới có loại xà bông tắm chó để cho chị Ken Linh Sản giới thiệu em. Ba được rồi. Không, em không có đá xấy ai nha. Clip này em làm là chủ yếu vui thôi, chứ mọi người đừng có dùng từ nhảm hoặc là bậy bạ. Linh ra đã thay đổi rồi. Từ người bình thường biến thành người bệnh hoạn. Ủa lộn. Từ người chữ thề biến thành người dễ thương rồi. Thì mọi người ủng hộ nha. Tôi nhớ nãy giờ cô tên A Sục mà. Em bậy. Em tên A Sục. Cái nghề của em là đấm bơ chết hơi. Đi sụp. Thôi giờ này bá. Thôi chúc mọi người buổi tối thật vui vẻ ha. Clip này là chỉ là giỡn vui thôi. Mong mọi người đừng ném đá em và nhớ ủng hộ em. Facebook.com/linda0999. Cảm ơn các bạn. Không có ném đá lấy quá. Bạn phải nhớ đâu.